Chính quyền Joe Biden lên kế hoạch giải phóng 15 triệu thùng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp của Mỹ, đồng thời có thể cân nhắc xả thêm trong mùa đông năm nay. Động thái này nhằm kìm hãm đà tăng của giá xăng trước các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng tới. Tổng thống Mỹ có thể thực hiện thêm các đợt xả kho dự trữ chiến lược trong mùa đông năm nay nếu cần thiết, theo một quan chức cấp cao của Mỹ. Ông Biden sẽ có bài phát biểu vào lúc 13 giờ 15 phút theo giờ Mỹ. Bên cạnh đó, Nhà Trắng cũng sẽ tiết lộ về kế hoạch lấp đầy kho dự trữ khẩn cấp vốn có sức chứa 714 triệu thùng dầu. Tính tới ngày 14 tháng 10, kho dự trữ khẩn cấp này có khoảng 405 triệu thùng. Chính quyền Mỹ dự định sẽ mua vào khi giá dầu ở dưới ngưỡng 67-72 USD trên một thùng. Chính quyền cũng sẽ đưa ra quyết định về việc có cần phải xả kho dự trữ dầu trong tháng 1 năm 2023 hay không. Nhà Trắng lý giải cho đợt xả kho này là để kìm hãm đà tăng của giá xăng sau khi OPEC cộng quyết định hạ sản lượng 2 triệu thùng một ngày. Giá xăng trung bình trên toàn nước Mỹ ở mức 3,87 USD trên 1 lít trong ngày 17 tháng 10, giảm từ mức 3,92 USD trong tuần trước, theo dữ liệu từ Hiệp hội Xe hơi Mỹ. Trước đó, giá xăng này từng đạt đỉnh ở mức 5,02 USD trên 1 lít trong tháng 6 năm 2022. Trong tháng 3 năm 2022, ông Biden công bố kế hoạch xả kho 180 triệu thùng dầu để kìm hãm đà tăng của giá dầu. Cho tới nay, Mỹ đã xả khoảng 165 triệu thùng. Ở một diễn biến khác, chính quyền Mỹ cũng sẽ cân nhắc giới hạn hoạt động xuất khẩu nhiên liệu để đảm bảo nguồn cung trong nước. Tuy nhiên, ý tưởng này đang gây chia rẽ về quan điểm trong chính quyền Mỹ. Việc xả dầu từ kho dự trữ khẩn cấp của Joe Biden đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ của người dân. Họ chỉ trích ông đã không kiểm soát các công ty dầu mỏ của Mỹ khi mà họ tự tăng giá bán dầu mỏ lên gấp 2-3 lần dù giá nguyên liệu và chi phí sản xuất giữ nguyên. Trong khi Donald Trump, cựu tổng thống trước đó từng lên tiếng chỉ trích tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC 2 lần trong một tháng vì tăng giá dầu lên quá cao. Nhờ vào chính sách thương mại cứng rắn của Donald Trump đã góp phần đưa giá dầu trở lại ngưỡng 70 USD trên một thùng vào thời điểm năm 2017, còn Biden thì dường như không làm được việc này. Những người chỉ trích Biden đã cáo buộc Tổng thống trốn trong Nhà Trắng để che giấu đi sự kém cỏi của ông ta, làm hỏng bất cứ cơ hội nào mà Đảng Dân Chủ có được hoặc bám trụ vào các ghế và văn phòng nhà nước của họ. Mỹ hiện đang phải đối mặt với một cuộc suy thoái có thể xảy ra trong tương lai gần do lạm phát chỉ giảm nhẹ kể từ đầu năm, bất chấp việc tăng lãi suất mạnh mẽ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và của Ngân hàng Trung ương nước này. Hoa Kỳ cũng đang tổ chức các cuộc bầu cử lập pháp vào tháng 11. Với tình hình này thì Đảng Dân Chủ của ông Biden khó có thể đánh bại những cử tri đang khó chịu với tình hình kinh tế mờ nhạt của đất nước.